cũng là đi tới những địa điểm được gọi là hot ở Huế đó. Mà hot thì cũng có hot this hot that. Này không phải mình chê Huế xấu hay cái gì đâu, đẹp vãi nồi ra. Như là mấy cái địa điểm lịch sử kinh thành Huế hay là chùa Thiên Mụ rồi đó, chụp hình hoài không hết luôn á. Nói chung thì mấy cái chỗ này thì tôi no comment nha. Còn mấy cái địa điểm nào mà mới mới á thì hôm nay tôi sẽ review kỹ cho các bạn coi. Nghe nói một thứ must try khi mà tới Huế là phải thử chè heo quay. Mà với một đứa đam mê ẩm thực như tôi thì sao mà bỏ qua được chứ. Nên là được giới thiệu tới cái chè Ngọc Hiền này, nghe nói là cũng hot hot ở đây á. Mới đầu thì tụi tôi tính là chỉ ăn chè heo quay cho biết thôi. Nhưng mà do là thấy anh bán hàng cũng dễ thương, cũng đẹp trai nên là tụi tôi mua combo 20 chén ăn luôn. Tổng cộng là 160 nha, không mắc nhưng mà mình thấy là không có đủ 20 loại đâu, bị lặp lại 3-4 món gì luôn đó. Còn cái món chính là chè heo quay, mới đầu là bưng ra thiếu cho tụi mình đó. Mà may là còn cho tụi mình thêm một cục chè nên là mới bỏ qua đó, chứ không phải là do anh đẹp trai đâu nha. Để chấm điểm thì đúng thiệt là chè heo quay rất rất ngon. Ở trong nó ngọt hẳn. Nhưng mà nó lại hợp với nhau nha. Ngon. Còn 20 chén chè kia thì mình thấy có loại ngon, có loại không hợp với mình lắm. Nên là mình nghĩ là bạn nào tới đây á, thì kêu cái loại nào mình thích nhất thôi là được rồi. Tính ăn xong là đi về rồi đó. Nhưng mà với một đám không bao giờ biết nói không thì tụi tôi đã quyết định đi theo cô bán tour nghe nhạc cung đình Huế vừa mới gặp ở trên đường. Giá mỗi người 100k cũng không mắc, xoài 20k cũng ngon luôn. Với lại tôi biết là không có nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng mà tôi thấy có nhiều cái thuyền nhìn đúng xịn luôn á. Mà thôi, thuyền nào thì nhạc nó cũng như vậy thôi, quan trọng là mình enjoy cái moment này đúng không?